chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại cái Đà Farm nha. Mình Đà Farm đây. Thì bà con tiếp tục phiên dịch ngày hôm nay và mới tại hải sản cà phê London và New York thì là quay đầu dạng lại bà con nha. Bây giờ mình sẽ quay bằng dạng cà phê thực tế tại hải sản London và New York xem thì giảm bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phạt bằng dạng cà phê bằng dạng tiêu ngày hôm nay tại các địa phương ở tỉnh xem thử đâu đã sao cho bà con tham khảo nha. Mong bà con và mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh mình nha, kênh Đà Farm nha. Xin chân thành cảm ơn bà con rất nhiều. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê bằng dạng tiêu ngày hôm nay nha. Thưa tất cả bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ tư, giá cà phê tại sàn Robusta thì quay đầu giảm trở lại bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm 2/11 thì giảm 34 đô, số còn 2.280 USD tấn. Kỳ hàng nhóm 2/1 thì giảm 35 đô, kỳ hàng nhóm 2/3 thì giảm 16 đô, kỳ hàng nhóm 2/5 năm 2022 giảm 13 đô bà con nha. Thưa bà con, cùng chiều giảm tại sàn cà phê London thì chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ tư tại sàn cà phê Arabica có giảm bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm 2/12 giảm 0.65 sen, xuống còn 208.05 sen trên bao. Kỳ hàng nhóm 2/3 giảm 0.60 sen, kỳ hàng nhóm 2/5 và kỳ hàng nhóm 2/7 năm 2022 đều giảm 0.50 sen mà con nha. Bây giờ Đạt Phú Hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ tư xem thì được ra sao bà con nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày thứ tư, ngày mùng 3/11/2021. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và tiêu sáng hôm nay ngày thứ tư tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk. Sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua bao giá cà phê là 41.800 đồng trên ký. Giá tiêu sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua vào là 89.400 đồng trên ký. Giá tiêu này đang thu mua vào và lịch nhỏ bà con nha. Thưa bà con, khi bà con bán ra giá tiêu lịch nhỏ, lịch thiếu hay lịch đủ thì giá tiêu cũng ngang ngửa nhau. Vì sao là như vậy? Vì nếu đại lý người ta mua lịch nhỏ, lịch thiếu, người ta sẽ mua giá cao hơn. Nếu người ta mua lịch đủ, lịch đúng hay lịch chuẩn thì người ta sẽ mua giá thấp hơn. Vì vậy khi bà con bán ra thì không gọi giấy tờ nhiều bà con nha. Nếu bà con thấy kênh Đào Phú Hào mình thú vị, bổ ích thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký miễn phí bà con nha. Xin chân thành cảm ơn bà con rất nhiều.